Xin chào, mình là Phương Nguyên, rất vui vì được gặp lại các bạn tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Các bạn thân mến, ngay lúc này đây, bên cạnh mình là một giảng viên vô cùng đặc biệt đến từ khoa ngôn ngữ Anh của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Bởi thầy là người nước ngoài nhưng lại nói tiếng Việt rất giỏi. Và bây giờ, mình tin chắc rằng thầy sẽ có rất nhiều câu chuyện và những bí quyết hay ho để giúp các bạn trong con đường chinh phục ngôn ngữ của mình. Đầu tiên thì chào thầy. Thầy có thể giới thiệu bản thân mình cho các bạn được biết được không ạ? Dạ. Thầy tên là Ondra Slovic và thầy đến từ Cộng hòa Séc ở châu Âu. Và thầy sống ở Việt Nam khoảng 3-4 năm rồi, có vợ Việt Nam, có con. Vậy thì thầy có thể cho em và mọi người được biết là cái lý do lớn nhất mà thôi thúc thầy trong cái việc mà tìm đến và học tiếng Việt là gì ạ? Dạ, thì cái lý do đó là thầy bắt đầu học tiếng Anh ở trường Đại học Xã hội Nhân văn ở bên Cộng hòa Séc. Dạ. Và bình thường là người ta bắt buộc học hai ngôn ngữ hay là hai ngoại ngữ. Nhưng mà cái năm 2017 thầy bắt đầu, lúc đó chỉ có cái lựa chọn một ngôn ngữ thôi. Và mẹ bảo là trời ơi, một ngoại ngữ là quá ít. Yeah. Thì nên đi học cái gì thêm. Thì một năm sau thì thầy quyết định học cái gì thêm thì muốn học tiếng Hàn Quốc. Nhưng mà bắt đầu học thì thấy chán thì bỏ luôn và chuyển qua ngành Việt Nam học. Yeah. Và cũng là vì ở bên Séc, như thầy nói là ở bên Séc có nhiều người Việt Nam, đặc biệt là người miền Bắc, thì có nhiều cơ hội nói chuyện với họ, gặp họ hay là tìm hiểu về văn hóa của họ, và cũng là kiếm tiền một chút, kiểu là tư vấn cho người Việt Nam ở bên đó về luật hay là đi phiên dịch, như là khi đi bác sĩ nhiều thứ, hay là làm cái giấy phép lao động hay là dạy tiếng Séc cho họ. Và như vậy là dần dần là thầy bắt đầu nói chuyện tiếng Việt nhiều hơn. Yeah. Dạ thưa thầy, vậy thì ngoài tiếng Việt và cái tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ của thầy thì hiện tại thầy có đang học thêm một ngôn ngữ nào khác không ạ? Thì thầy nói thì tiếng Séc là tiếng mẹ đẻ, tiếng yeah. Anh thì vì học từ lâu rồi và yeah. cũng là sống ở Mỹ, ở Anh thì bây giờ chắc là vẫn nói tiếng Anh tốt hơn tiếng Việt, nhưng mà tự nhiên thấy tiếng Việt của mình tự nhiên hơn, kiểu là mình thích nói tiếng Việt hơn là tiếng Anh. Và ngoài tiếng Anh ra, tiếng Anh và tiếng Việt ra thì mình cũng nói tiếng Nga khá là tốt, và tiếng Đức đủ để nói chuyện với người ta hay là hỏi về đường hay là gọi đồ ăn ở nhà hàng. Và tiếng Pháp thì cũng là có thể hỏi một chút, hay là khi sang Pháp thì có thể kiểu là xem đường hay là đi nhà hàng hay là sao, nhưng mà không quá tốt. Thưa thầy, thì thầy có thể cho em được biết là khi mà thầy dạy ở trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thì cái đối tượng sinh viên của thầy đa số sẽ là sinh viên Việt Nam, thì khi mà lên lớp thầy sẽ sử dụng cái ngôn ngữ nào là ngôn ngữ chính để mà giảng dạy cho các em ạ? Thì tất nhiên là vì cái đó là ngành ngôn ngữ Anh thì bắt buộc phải sử dụng tiếng Anh vì sinh viên đã trả tiền để học tiếng Anh. Và tự nhiên có người nước ngoài ở đó và cứ nói tiếng Việt thì thầy thấy hơi không hay. Và hơn nữa là sinh viên thì biết rồi là thầy hiểu tiếng Việt, thì họ không biết gì thì họ có thể nói bằng tiếng Việt thì họ thấy thoải mái. Nhưng mà thầy vẫn bắt họ nói tiếng Anh càng nhiều càng tốt, vì nếu chỉ ngồi ở đó và nói chuyện như là gọi là gì, Bonjour gì đó, Bonjour này, đúng rồi, bằng tiếng Việt thì họ mất tiền mà họ trả cái học phí cũng không rẻ mà. Thì họ cứ bắt buộc phải nói tiếng Anh. Rồi, ví dụ như trong cái lúc dạy có một số từ hoặc là một số cái lý thuyết mà các bạn không hiểu bằng tiếng Anh thì thầy có chịu nói tiếng Việt cho các bạn hiểu không ạ? Thì cái đó là chắc chắn rồi. Về thỉnh thoảng thì nếu thầy thấy là sinh viên chưa hiểu thì mình kiểu là bắt đầu nói tiếng Việt và cố gắng giải thích cho họ. Vậy thì sau cái quá trình mà thầy giảng dạy các bạn sinh viên tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thì thầy có cái cảm nhận gì về các bạn sinh viên Việt Nam ở đây không ạ? Thì thầy nghĩ là sinh viên của Đại học Quốc tế Hồng Bàng thì rất tôn trọng giáo viên, cái đó là điều rất là tốt. Và họ cũng là cố gắng và học ở nhà được. Và hơn nữa là họ rất là hiện đại, kiểu là ví dụ là thầy phải dạy online. Và thầy thì mặc dù là chưa già thì 35 tuổi thì vẫn có vấn đề về cái đó, nhưng mà sinh viên thì biết hết, biết luôn như là app nào hay là chương trình nào thì họ biết hết cái đó. Họ có thể giúp cả thầy như là giải quyết những cái vấn đề với cái công nghệ. Và nói chung là họ cũng kiểu là
rất là vui, nhà vui tính và họ cười nhiều, họ có vẻ là khá là hạnh phúc và thầy rất là thích làm việc với họ. Về ở bên Tây thỉnh thoảng thì sinh viên rất là kiểu là họ có vẻ là buồn hay là họ không cười hay là họ thấy họ có vẻ hơi chán, nhưng mà người Việt Nam cả nếu chán thì họ không cho mình biết. Thưa thầy, và một câu hỏi tiếp theo là bản thân thầy vừa biết tiếng Anh và vừa biết cả tiếng Việt, thì thầy cảm thấy là mình có những cái thuận lợi nào trong cái việc truyền tải thông tin cho các bạn học sinh? Dạ, thì thầy nghĩ là cái lợi thế lớn nhất là về thầy thì tiếng Anh và tiếng Việt đều không phải là tiếng mẹ đẻ của thầy. Thì thầy đã phải học cả hai như là những người nước ngoài. Thì thầy có thể giúp người Việt Nam với việc học tiếng Anh như là ngoại ngữ, về thầy ngày xưa đã từng cũng phải học như vậy. Và về thầy biết sử dụng tiếng Việt, và ngày xưa khi học tiếng Việt, thầy học tiếng Việt thì cũng phải học qua tiếng Anh. Vì lúc đó là không có ai nói tiếng Séc, hay là ở bên Hà Nội khi thầy học tiếng Việt ở Hà Nội thì lúc đó không có ai nói tiếng Séc ở đó, thì cái gì cũng phải học qua tiếng Anh. Thì đối với thầy thì cách sử dụng tiếng Anh, vừa sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt như là hai ngoại ngữ rất là tự nhiên, và thầy thì học cách so sánh, và cũng là so sánh cái ngữ pháp hay là phát âm hay là cả cái văn hóa của Việt Nam. Về văn hóa Việt Nam và văn hóa Mỹ thì thầy đã học rất là nhiều về cái đó ở trường. Thì thầy nghĩ là thầy biết khá là nhiều về cái đó, vì ví dụ là tiếng Séc hay là văn hóa Séc thì về thầy lớn lên ở đó từ bé thì không bao giờ thắc mắc là tại sao là như thế này như thế kia, nhưng mà ở bên Việt Nam thì phải họ thắc mắc về Tết, hay là ở Mỹ thì phải thắc mắc về Noel hay sao. Thì thầy đi thi về hết cái đó, mà đi ở trường đại học đi thi kiểu là văn hóa của Việt Nam là gì, hay là phong tục của Việt Nam là gì, phong tục của Mỹ là như thế nào, thì thầy nghĩ là có thể liên quan kiểu là cái kết nối hai cái đó khá là tốt. Vâng, là sự kết nối giữa hai ngôn ngữ. Dạ. Thưa thầy, là một người mà đã thông thạo được rất là nhiều thứ tiếng, thì qua cái quá trình mà học nhiều ngôn ngữ như vậy, thì những điều nào mà thầy đúc kết được mà thầy nghĩ là các bạn sẽ rất là cần trong cái việc chinh phục ngôn ngữ của mình? Dạ, thì thầy nghĩ là vì thầy có cái kinh nghiệm về học khá là nhiều ngoại ngữ, thì thầy nghĩ là học ngoại ngữ là giống như là học cái nhạc cụ, ví dụ là học guitar hay là học cái gì cũng đầu tiên là piano guitar thì rất là khó, và nhiều người bỏ đi vì họ không làm được, hay là không có tài. Nhưng mà thực sự là mình học được một nhạc cụ thì cái nhạc cụ thứ hai, thứ ba, thứ tư là càng ngày càng dễ. Và ngoại ngữ là ít hết như vậy, là mình ví dụ thầy thì học tiếng Anh đầu tiên và cái đó hơi khó, nhưng mà sau đó thì học tiếng Việt, và tiếng Việt thì là một ngoại ngữ rất là khó. Thì cái đó mất nhiều thời gian, nhưng mà ví dụ là sau đó thì học tiếng Nga và tiếng Đức là rất là nhanh rồi. Thì chắc là cái trình độ tiếng Đức và tiếng Nga của thầy không quá tốt, nhưng mà thầy chỉ bỏ khoảng 100 giờ vào cái đó. Và tiếng Anh và tiếng Việt là mấy nghìn giờ hay là mấy nghìn tiếng để học cái đó. Thì thầy nghĩ là nếu các bạn chịu khổ và học một ngoại ngữ thì sau đó có học thêm được. Và nếu các bạn chỉ học một ngoại ngữ thôi thì các bạn phải tập trung rất là nhiều và cố gắng, và bỏ cái nỗi sợ và xấu hổ, và cố gắng tìm người nói tiếng Anh, không cần người Mỹ hay người Anh, nhưng mà bất cứ ai nói tiếng Anh. Vậy thì cô động lại là chúng ta phải thật sự là chịu khó, chịu khổ và bỏ đi cái nỗi sợ hãi của mình, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Các bạn thân mến, thông qua những chia sẻ của thầy thì mình tin chắc là các bạn đã có được cho mình những bí kíp học ngoại ngữ vô cùng quý giá. Và nếu như các bạn còn đang ngần ngại về khả năng ngoại ngữ của mình thì đừng chần chừ, hãy đến ngay với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng để được gặp thầy, để được thầy hướng dẫn và chia sẻ những cách học tốt nhất. Và cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.